chị. Hôm nay phiên chợ Vạn Phúc phiên tháng thiếu, tháng có 29 ngày thôi, không có ngày 30 âm, cho nên là tổ chức vào ngày buổi sáng ngày 29 các nhá, gọi là phiên tháng thiếu. Chợ Vạn Phúc thì ngày 5, ngày 10, 15, 20, 25, 30. Nếu không có 30 thì 29 tháng buổi sáng âm lịch nhá các bác nhá. Đấy, hôm nay quay cây có cây lộc vừng này to ngoài trán. Chợ hôm nay vắng vì là lúc từ tối hôm qua đến nay nó mưa, thậm chí là mưa cả nửa tháng nay chứ, ngày nào cũng mưa. Đây là củ viễn này, các củ viễn. Này là cửa số ăn sáng đấy này. Có để cho vị con này là. À được, rộng rãi nhỉ. Rồi không biết hắn bán bao nhiêu. Để 14 rưỡi mà. Quang lấy vài hết 7 giờ mình về. 7 giờ về, về xong tối nay cũng xẻo. Lấy khéo ghê nhỉ. Để 14 rưỡi giờ chắc phải tầm 25. Không, mấy bảo để cộng ít. Bỏ quá, em cũng cứ nhỏ nhỏ hơn tí là dễ chơi. Cái này có lên mặt to. Rộng, rộng. Em bảo trầu tầm 60 này. Cũng thích đấy, nhưng mà... Em bảo tầm trầu 60, 50 thôi. À, có cây gì mới ở nhà không anh? Không. Cây khác, con này rộng quá. Ở dưới này có ngon không anh? Thế mình mua của người ta biết đâu. Chưa biết đâu. Mua chắc nó chỉ thế này thôi. Chắc thế vậy này. Đây nó đòn này là hết này. Hết rồi. Từ cái thân này chùn chùn. Con này là giá, dáng là dáng này nó đưa. Hòm hòm thôi. Hòm hòm thôi. À, ngồi chỗ này. Ngồi mẹ trên xe. Con này đúng rồi. Cái mốc này kiểu nó một con mà còn dễ rồi đút cái đầu con này đầy ngay thành ngày này. Con móng ở nhà bán cho anh chưa? Không, anh giặt rồi. Giặt rồi à? Ôi giời ơi, đang định ngay để giặt. Giặt sớm không mà giặt rồi. Thế giờ chắc gọn gàng rồi nhỉ? Ra nè, há nè ấy rồi. Vẫn nước bươm này. Vẫn nước bươm lá. Đấy, đồ phải nuôi. Ờ. Ở dưới có cốt không hay cứ vách vách thôi nhỉ? Nó là vách vách ấy vách, thôi. Vách. Nó kiểu như này này, à, như này thôi. Móng nó chỉ thế thôi. Ừ. Còn chân này đạp ra nữa thì có. Không. Đấy. Chân đạp ra nữa thì khủng lắm. Cái lục vừng này của ông ấy không biết bảo bao nhiêu, nhìn ghê đấy nhỉ. Nó vừng đẹp ạ. Sắp lên nhỉ, mà giật tiếp là cũng gọn thấp chứ không phải là cắt ngang đâu, lùn tự nhiên ấy. Nhìn như ngay ấy, anh nhìn như ngay ấy nhỉ. Này anh tân đưa vườn vườn đẹp anh tân đưa vườn cho các cụ nhà giàu được. Con này anh tân mà có để lộc mà lộc các cụ nhà giàu thích. Nhìn như ngay ngay vàng. Trước là chụp ảnh lên cây mình tưởng là nó bé xíu, hóa ra nó to ngàn này. Ồ. Trước đi ảnh bé xíu mình tưởng nó nhỏ. Nhìn như nải chuối. Ôi, cục xi rừng này kiếp quá. Đồ rừng để khai thác. Làm như cái chỗ ngầm để sất bằng cái váy này. Bây giờ sợ đá nó lại bám vào gốc rồi đấy. Anh Tân về làm lại đá này. Đấy, có khứa, có khứa. Ngay ngay vàng này bao nhiêu? Cái này à?
75 triệu. Mà tráng nhỉ. Đất mua nha, cho từng người đấy. Phát triển như xanh thôi. Nó hình thành đừng nè, về nè. Đấy, nắng đẹp đấy. Nhưng trời này đẹp trời đấy. Điên đẹp rồi đấy. Điên đẹp đấy. Điên được đấy, anh em chăn nuôi tốt đấy. Cái này bao tiền đấy anh? Cái này bao tiền? 2 triệu. 2 triệu, đó. Vàng vàng đấy. Vọng bách. Nhất đường vi nhì vọng cách. Đây Cần Thang Quánh Trương. Cần Thang gió lùa Quánh Trương. Cây này kiểu như cây nhựa ấy nhỉ. Không biết lá sao nó kiểu vậy. Đột biến à, thì nào đột biến à. Đó là đột biến ấy. Mà đột biến thật luôn đấy. Đấy. Nhìn từ cây nhựa. Lá rất đặc biệt như kiểu lá của Hồ Giàn. Đấy, cái cây đột biến này thì bao nhiêu anh? À. Đấy, 2 triệu rưỡi chứ không phải 2 tỷ rưỡi đâu nha. Nhìn này, ông nhìn thấy có lạ không? Đấy, rất lạ. Rất mẫm nhá. Mẫm. Kiểu như là nhựa bác, lá nhựa. Lá rất là đều, để cắt cùng một lúc phun ra này. Không biết lúc già nó như nào, nhưng mà đây cái này dài hơn này, vuông này. Cái nào nó ưa nước lắm quá, ưa nước. Anh Tân anh đang làm việc lộc vườn kia với anh ấy nhiều khách hàng thì có cửa kinh doanh mà, chứ mình chơi thì mình cứ chơi, thì chơi thôi. Cái này thì bao nhiêu anh? Cái này thì bao nhiêu? 40. 40. Vàng ươm nhỉ? Vàng ươm. Có phải lá nó một biến rất hay nhá, mà mập. Cái lá nó mập hơn cái phi lao thường. Mà nó để mọc trẻ luôn, nó không như dòng kia. Rất hay. Sách đỏ đấy. Đấy, dáng rất điệu. Thân sạch, dáng điệu. Phi lao phải điệu điệu tí đẹp. Mặt phong này, mặt phong. Cần Thang mặt phong này. Cần Thang thì chắc cần đi gió nó bay rồi chứ không còn. Cần Thang thì bao nhiêu anh? Không, Cần Thang này hơn chục triệu, 12 triệu. 12 triệu. Ờ... có sâu à? Gai này cũng có sâu nhỉ? Đúng rồi. Sâu cũng nhiều phần ở trên xe, nhiều phần nhưng mà nó... Ừ. Lá non thế này mà nó vã thì khổ kiếp lắm. Đấy, sơ bộ một số giá xuống cây của anh Trương. Đây, thêm mấy cây nữa nữa. Này chợ vắng lắm các bạn ạ. Thời tiết thì từ đêm qua đến sáng nay xấu lắm nhưng mà không đẹp rồi. Để xem để ý các bác nhé. Số liên hệ. Hai củ dưới. Khá hay, một con xanh khá hay.
chợ về đông đông tí nói chuyện vui quá chứ và buồn. Cây chả mua rồi ra tiếu táo tí. Có cây xanh rất là hay. Còn đâu thì có cái villa nó lạ lạ. Hôm nay có cái lục vườn khủng khiếp. Khủng khiếp luôn. Lục vườn khủng khiếp luôn. Một tí thôi nhỉ, chỗ đấy thì một tí thôi. Với nó là sâu rồi. Tổng cái này phải 7 tạ là lên. Để dày. Dày và dày sâu lòng mà. Nhiều đất. Điêu. Mưa. Nó bảo cái. Anh Tân ơi. Cái bể này không đến 1 tạ mà điêu vừa. Anh đến 1 tạ không bao giờ 4 người kia được. Cái này 4 người kia á? Cái cây này á? 4 người ta không để không. 2 tạ thì mới gọi là 4 người không ấy. Cái bể không à? Cái bể không chứ tưởng 4 cái kênh kênh. Bể không, 4 cái kia thì phải có 1 tạ rưỡi là lên là 7. Nhưng 4 người kia tạ được thì không phải 1 tạ, nếu 2 người kênh được. 2 người kênh được. Nếu 1 tạ 2 người kênh được, sức anh bê được khoảng tầm 70 cân. Thì 2 người kênh chỉ được khoảng tầm 8-90 cân thôi. Cái két trên 1 tạ là 2 người vẫn lên bình thường. Nếu biết cách bê. Nhưng mà cái này này thật làm lên tốt. Cái này dễ mà quá dễ bê hơn cái tạ nó bẻ ngót, 2 tạ nó bẻ đấy. Bê được thì sợ quá. Hôm nay sức người chắc khó rồi. Cái này là 4 người. Bể không 8 người thay trưởng. 8 người thay trưởng. Cái này 8 người thay trưởng. Đau lưng chết. Ok, các bạn. Ở đây còn cây bên này thì bao nhiêu ba? Cây này thì bao nhiêu? Cây này 35 triệu. 35, một cây si kia. Cây si 20. 20. Ok. Cái này về anh ấy làm lại bể, làm lại đá đẹp. Đây là con đẹp thì hàng to tôi đi nhiều nhưng chứ trồng truyền thống cái này thì nó bình thường, anh người làm lại được. Con này là tôi lại đi nhiều lắm nhưng nhìn con to như này, nhưng mà con này là con này tôi là anh làm đá đẹp, anh người làm khác thì cứ để truyền thống này nói nhìn nó bình thường. Quốc công bên cho là được. Ok các bác xem có giao dịch thành công không nhé. Tí nữa sẽ nếu giao dịch thành công sẽ quay lại cái này để sang ra hàng của nhà khác.